Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo được cái hiệu ứng cinematic, đại khái hiệu ứng phim, màu phim. Ý mình là phim phim rạp, rạp chiếu phim á, chứ không phải là phim phim chán đâu. Nhưng mà cái cách đặt tên này nó cũng là cái cách để mà mình chỉ là ở cái trong cái hình đó nó bao gồm những cái màu nào thôi, chứ không hẳn là đây là màu phim, là tên nó là màu phim đâu. Chẳng có ai đặt tên nó là, chẳng có cái định nghĩa gì mà cái màu phim nữa cả, bởi vì như các bạn thấy nó có thể màu của Mỹ, màu phim Mỹ nó khác. Màu phim Mỹ thì thường nó như màu như thế này, nó màu xanh và màu vàng hay màu cam. Nhưng mà ví dụ như là phim Nhật chẳng hạn, nó chỉ có da không thôi á, thì lúc đấy chỉ có màu trong thôi. Ha, thì nó là một cái chuyện khác. Nhưng mà ý mình là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng làm sao để mà khi chúng ta nhìn vào cái hình, chúng ta có cảm giác như là mình vừa mới cắt cái hình đó ra từ một cái đoạn, từ cái bộ phim của Hollywood nào đó chẳng hạn. Ok ha. Thì nếu các bạn để ý khi bạn coi phim trong rạp á, thì luôn luôn nó không phải luôn luôn đâu, mà đa phần những cái phim chiếu rạp á thì người ta sẽ phủ lên hai lớp màu. Thứ nhất là màu lạnh vào vùng tối và màu hơi nóng vào vùng sáng, highlight và vùng shadow đó. Thì cái cách này á cũng đúng như cái kiểu mà mình hay blend, tức là mình sẽ phải có một cái tông nóng, một cái tông lạnh tương phản lại. Thì mình khi mà mình ngồi xem phim chẳng hạn, mình ngồi coi trong thời gian dài á, thì mình sẽ tạo cái cảm giác thoải mái chứ không bị kiểu áp lực. Ví dụ như là ai mà đưa nguyên cái màu mà đỏ chói lên đây, như kiểu mấy bạn mà mới tập á, chúng ta hay ẹt nguyên cái màu hơi vàng vàng, màu nắng vào đấy á. Mà thử tưởng tượng các bạn để cái màu đấy vào trong phim, các bạn ngồi coi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thì thử cái mắt bạn chịu nổi không đó. Thì đó là cái lý do mà người ta hay dùng như vậy. Thì mình cũng sẽ bắt chước y chang như vậy, mình sẽ dùng cái màu xanh vào trong phần shadow và màu hơi nóng một chút xíu như màu cam, màu vàng vào trong phần highlight. Ok ha. Và cái ngày hôm nay mình sẽ chỉ cần sử dụng duy nhất một công cụ là curve, và có hai cái nhỏ nhỏ nữa là làm nét và channel mixer, thì mình sẽ nói rõ hơn. Và bây giờ mình sẽ xóa cái này đi đã. Ok ha. Thì trước mắt là chúng ta sử dụng một cái hình này ở trên mạng về, đó là ngầu. Nhưng mà tí nữa là mình sẽ làm trong cái này sau, làm trong cái ảnh bình thường mà chúng ta hay sử dụng như thế này, bình thường hay chụp được như thế này, nó không có kiểu như này. Nhưng mà mình sẽ làm cái ví dụ để các bạn hiểu hơn. Thì đầu tiên các bạn sẽ click vào New Adjustment Layer ha, ngay phía dưới này, và các bạn sẽ chọn Curves. Ok. Nhưng mà trước khi chúng ta chỉnh á, thì chúng ta sẽ chọn cái Blending Mode là Luminosity, tức là cái này á, nó sẽ chỉ tương tác vào cái phần ánh sáng, nghĩa là khi chúng ta, nó sẽ chỉ tác động vào vùng sáng tối thôi, còn những cái màu sắc nó không liên quan. Ví dụ như mình để bình thường là normal ha, khi mà mình kéo này thì các bạn có thể thấy là cái màu nó cũng bị đẩy lên rồi, như cái màu đỏ này cho cái da màu của ông này cũng bị đẩy lên rồi. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái blending mode luminosity này á, thì nó sẽ chỉ tác động vào phần lighting như các bạn thấy đó, nó khác nhau hoàn toàn ha. Cho nên từ bây giờ trở đi á, khi các bạn muốn tác động vào phần shadow highlight, hay là chúng ta làm những cái sử dụng curve hay là level vào trong cái mục là chúng ta muốn tăng độ tương phản á, thì nhớ chuyển cái blending mode thành luminosity, nó nằm ngay phía dưới này, nằm ngay phía dưới cái thanh sổ xuống á, dưới cùng luôn á. Đó, thì cái phần, thì cái thằng này á, nó sẽ giúp chúng ta là điều chỉnh lại, không cần phải qua lab. Nếu chúng ta qua lab thì nó hơi tốn thời gian, nhưng mà chỉ làm trên này, chúng ta chỉnh lại blending mode là luminosity thì nó sẽ vào cái contrast thôi. Nhớ nhá, nó nhiều như vậy là để cho các bạn nhớ đó. Ok ha. Rồi, tạm thời bỏ hình mấy này đi. Thì chúng ta đã tạo một cái lớp curves và để nó là luminosity. Thì ở cái phần này mình sẽ tạo một cái độ tương phản cho nó, tùy theo cái bức ảnh ha. Mình gần như không bao giờ cho các bạn cái thông số cả, bởi vì mỗi cái bức ảnh nó sẽ có một cái kiểu khác nhau. À, có một số bạn hay có thói quen là đẩy cái này lên. À, cũng được, tùy. Nhưng mà với mình á, nếu không phải là màu vintage hay là màu retro á, ý là mấy cái màu kiểu phim, phim cuộn chụp bằng máy chụp phim á, thì mình không có làm như vậy. Mình muốn cho nó rõ nét toàn bộ.
ra rõ những cái chi tiết vùng tối, vùng sáng. Ok ha. Ok, thì đã xong cái phần contrast này, mình chỉ tăng nhẹ thôi. Rồi tiếp theo, tiếp một lớp curve nữa. Và trong cái layer curve thứ hai này á thì mình sẽ để nó là color. Nó khác với cái luminosity ở phía dưới ha. Cái luminosity này thì nó chỉ tác động tới cái phần ánh sáng, rọi sáng từ trắng tới đen thôi. Còn color này á thì nó sẽ chỉnh chỉnh áp dụng vào màu thôi, không thay đổi ánh sáng. Ok, mình sẽ sang red nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi cả ba cái channel luôn nè. Red nè, các bạn click vào ngay cái giữa này. Hơi lệch đi tí cũng được, không sao đâu. Và chúng ta sẽ đẩy kéo xuống để chúng ta thêm cái cyan vào. Cái về cái phần cái curve này á, curve cái ba cái channel này mình đã giới thiệu rồi. Nhưng mà bây giờ chắc mình cũng sẽ nói lại. Ở cái red á thì nó đối lập với cái cyan, nghĩa là cái màu đỏ nó tương tương đối với cái màu xanh. Để dễ nhớ, các bạn cứ cầm kéo lên kéo xuống đẩy lên này, giảm đỏ đi thì ra màu xanh cyan này đó. Thì các bạn nhớ như vậy ha, sau này muốn thêm cyan vào cứ giảm cái đỏ đi, kéo qua giảm bớt đi. Và ở cái vùng trên này mình sẽ đẩy tăng đỏ lên chút xíu. Rồi ok ha. Tiếp sang green. Green á, thì nó đối ngược với magenta, nghĩa là nó hơi màu tím á, màu đỏ tím á. Để dễ nhớ, kéo lên thử nè, tăng xanh nè, giảm xanh xuống thì nó tăng cái màu tím ha. Rồi bạn cũng click vào phần giữa và tăng một chút xanh và một tí xíu thôi. Rồi ok, sang blue cũng click vào giữa ha, để cố định cái phần middle lại, phần màu trung tính lại, tăng màu xanh lên chút xíu và giảm cái này đi. Đâu rồi? Tăng cái màu vàng đi. Vậy là xong. Mới có hai cái thôi. Nó cho cái kết quả tương đối rồi. Tiếp theo, Channel Mixer. Một cái layer adjustment cũng khá là hay. Nó để giải thích thì nó hơi dài dòng, nhưng mà để dễ hiểu á, các bạn cứ dễ hiểu là nó có hai cái chức năng cùng một lúc song song luôn. Thứ nhất là nó thay đổi cái độ tương phản. Cái thứ hai nữa là nó sẽ thay đổi cái màu sắc đi. Ví dụ như nó hòa màu sẵn cho chúng ta luôn á. Thì mình sẽ chọn một cái nào mình cảm thấy nó ok nhất. Ví dụ như là red, orange. Rồi ok, vậy đi. Sau đấy chúng ta sẽ giảm bớt nó đi một tí xíu. Để giảm cỡ 15%. Đó, các bạn có thể thấy cái màu nó khác đi một tí xíu, nhưng mà nó cho cái kết quả rất là tốt. Ví dụ như là trong cái màu da này, khi chúng ta có không có nó hơi đỏ, chúng ta có thì nó sẽ giảm bớt đi. Ok ha, thì đó là một cái cách cực kỳ đơn giản để mà làm ra những cái này. Nhưng mà trong cái để áp dụng cái bước này vào trong hình của chúng ta thì làm sao? Ví dụ như ở đây mình sử dụng cái hình mình cũng download từ lâu rồi ở trên group plan retouch trên Facebook, nhưng mà xin lỗi tác giả mình quên mà tên. Mình cũng tìm một info rồi mà mình không tìm thấy tên, nên là chịu vậy. Đây là cái kết quả sau cùng mà mình tạo ra được. Ok, bây giờ là mình sẽ rồi, bỏ cái này đi. Rồi bây giờ làm sao? Cái kích thước á, về cái kích thước như hồi nãy các bạn có thể thấy ở trong cái hình trước á, mình crop theo cái tỷ lệ là 21 nhân 9, đúng cái dạng cinema, cái màn hình rất là dài ha. Nhưng mà đối với một số bạn mình như là lại thích cái kiểu mà có viền đen hơn. Thì làm sao tạo viền đen? Đơn giản thì mình sẽ làm theo cái kiểu của mình ha. Mình cứ nhớ tích vào delete crop pixel, nhớ tích nhá, thì mới làm được cái kỹ thuật này của mình. Nhưng mà có một số lời khuyên là không nên tích cái này. À, nhưng mà vào cái phần này rồi là cứ tích đi thì mình mới làm được. Mình nhớ nhá, click vào delete crop pixel hay pixel gì đó. Ok, click ok. Rồi bây giờ làm sao để tạo được cái viền mà nó chuẩn? Các bạn nhớ ha, cái chúng ta sẽ tạo cái background này, nhớ cái để màu đen ở phía dưới ha. Thì các bạn, nếu như các bạn đang là ở những cái màu khác chẳng hạn, chúng ta đang như thế này chẳng hạn,
mình có thể bấm vào đây hoặc là bấm phím D trên bàn phím nha ha, bàn phím D này, phím D này, ok ha. Bạn có thể bấm vào đây để đảo màu hoặc là các bạn bấm phím X trên bàn phím để đảo màu, ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ crop tiếp một lần nữa, nhưng mà thông số nó là 30 nhân 20. Rồi cái này là cái thông số ảnh bình thường á, tức là khi các bạn in đi in hay là làm sao đó thì nó sẽ theo cái tỷ lệ này, thông thường là theo tỷ lệ này. Các bạn cứ kéo ra giãn đều cho hai cạnh này bằng nhau là được, là tự động nó sẽ lấy cái màu background đấy để chèn vào cái vùng vần phần này. Đó là chúng ta đã tạo được cái này rồi, ok ha. Nhưng mà hình như có cái phần này mình lên làm sau đi, không nên làm trước. Ok, giờ mình cứ crop trước đi. 21, nhớ tỷ lệ nha, 21 nhân 9. Cái này là theo cái sở thích của mình thôi, nếu các bạn thích thì bạn làm theo, không thì các bạn có thể để nguyên một hình to cũng được. Rồi làm tiếp tục nè, như hồi nãy nha, nhớ nha, để xuống luminosity và chỉnh lại cái này, chỉnh lại độ tương phản chút xíu. Ok, tiếp tục curve red, nhớ cái này để thành color ha. Rồi click vào, rồi tăng sáng chút xíu, tăng đỏ lên vùng sáng ha, green tương tự. Blue tương tự. Tiếp tục channel mixer. Rồi, chọn một cái các bạn cảm thấy nó tốt nhất như như đây đi. Và mình giảm opacity xuống chút xíu, khoảng 25% chẳng hạn. Rồi, ok. Rồi, đó. Như cái hình này mình thấy nó chưa được nét lắm. Mình sẽ tăng nét lên. Các bạn bấm chọn lại layer background ha, Ctrl J để mà nhân đôi lên, hoặc là bấm WK layer này, nó cũng sẽ nhân đôi lên. Các bạn click vào cái layer nhân đôi ha, vào filter sharpen, smart sharpen đi. Cái này mình sẽ quay cho nó sang tí, coi vùng lông mi đi cho nó dễ. Rồi radius lên, reduce noise cho ít thôi, không nó bị bệt. Remove Gaussian blur đi. Rồi, tạm thời như vậy ha. Nó sẽ tăng cái amount là cái thông số lấy nét lên. Radius cái biên độ cho nhỏ xuống tí xíu thôi. Rồi, tăng cái này lên. Rồi, chúng ta sẽ thấy nó hài hòa đi. Cái radius để chúng ta làm cho nó cái biên độ lấy nét nó giảm nhẹ thôi ha. Vừa phải thôi và click ok. Chờ cho máy chạy tí xíu. Đa phần những cái len kit ấy, các bạn sử dụng len kit thì có thể sử dụng cái Smart Sharpen này, nó có thể đưa lại kết quả rất là tốt. Và một cái nữa, lý do tại sao mình làm là vì những cái đám khói này. Các bạn có thể thấy nếu chúng ta tăng cái độ nét lên á, thì cái đám khói nó ra những cái vân khói nhìn rất là đẹp. Nếu không có nhìn nó không có thực sự nó ấn tượng lắm. Tăng lên thì nhìn nó ấn tượng hơn một chút xíu. Rồi, nhanh lên, ok, click vào và tắt mở cái layer này để coi thử cái thay đổi ha. Các bạn có thể thấy ở cái vùng vùng highlight, cái vùng tóc này nè, đó, nó mờ này. Mờ rồi rõ này, lại đó, nó nhìn nó sẽ ấn tượng hơn, ví dụ như đây, khói chẳng hạn, đó, có thể thấy cái độ nét nó tăng lên thì nó sẽ làm cho nó tuyệt vời hơn. Ok ha, là sau khi xong rồi thì bấm Ctrl Shift E gộp hết lại, và làm như hồi nãy mình đã nói, crop nè, để background là màu đen nè,
30 nhân 20. Rồi, kéo lên cho cái hai cái ngang này nó bằng với cái hình. Rồi, ok. Enter. Là xong. À, là xong cái một cái màu phim cinematic, à, nhìn nó rất là hài hòa và có thể áp dụng cho những cái ảnh có cái vùng tối nhiều. Nhớ nha, cái một cái phần cái màu này á, áp dụng cho màu tối nhiều hơn, còn màu sáng thì nó không có đem lại kết quả, nhìn nó không được tốt lắm. Màu sáng thì mình sẽ có một cái cách khác, nhưng mà đa phần á thì các bạn có thể sử dụng cái màu này cho những cái ảnh nó tương đối có nhiều cái sắc độ tối một chút xíu. À, rồi, ok. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này. À, hy vọng là các bạn có thể tự sử dụng được những cái mà mình đã hướng dẫn, curve rồi những cái luminosity và color. Nhớ nha, nhớ sử dụng những cái đó bởi vì nó rất là hữu ích. Rồi, cảm ơn các bạn, có thể vui lòng bấm like và share giúp mình cái tút này ha. Rồi, cảm ơn.